Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm. Tập 57. Chương 561, Truyền Pháp 2. Ta biết, ta và Đông Gia đều là mỹ nữ họa bì bên cạnh nóng lòng muốn trả lời. Nàng luôn muốn tìm một cơ hội để nói, nhưng nàng không thể xen vào. Bây giờ cơ hội đã đến, nàng sẽ không bao giờ bỏ lỡ nó. Hai mắt Lâu Ký Linh mở to, hắn nói, vô mi nữ, đi lấy hai xô nước rồi về. Đông Gia, chúng ta vẫn chưa dùng hết nước. Vô mi nữ họa bì nói, không còn mới nữa, đổ ra đi lấy lại. Lâu Ký Linh lạnh lùng nói, vô mi nữ trả lời với một chút miễn cưỡng, nàng nghĩ thật kỳ lạ khi hôm nay Đông Gia hào phóng như vậy, nàng phải trả tiền cho việc đi đến giếng để lấy nước. Bình thường Đông Gia cò kè mặc cả như thế nào, sao có thể đáng để đổ tất cả nước đó. Sau khi vô mi họa bì nữ đi ra ngoài với cái xô, Lâu Cận Thần không nói nữa, hắn biết Lâu Ký Linh không muốn để vô mi họa bì nữ kia nghe thấy. Ta họ Lâu. Lâu Ký Linh đột nhiên lên tiếng. Ta biết. Lâu Cận Thần nói, nhìn Lâu Ký Linh có chút kỳ lạ. Lâu của ta không phải lâu ở bên cạnh chữ mộc, mà là lâu ở bên cạnh chữ trùng. Ta là một con kiến, ta may mắn có được tinh hoa của trời đất. Ta muốn tu luyện thân thể con người, thỉnh thoảng có được họa bì chi pháp, vì vậy ta đã nghiên cứu họa bì cả ngày lẫn đêm, để hôm nay ta có khả năng vẽ họa bì. Thân thể con người không dễ tu luyện như vậy, cho nên ngươi lấy họa bì hành tẩu thế gian. Lâu Cận Thần nói. Đúng vậy, Lâu Ký Linh nói. Lâu Cận Thần nghĩ đến một câu Lâu Nghĩ Thượng Thả Thâu Sinh. Ngươi thật sự là con kiến sao? Lâu Cận Thần có chút không tin. Lâu Ký Linh hít sâu một hơi nói, vâng, thật không dễ dàng. Lâu Cận Thần lại hỏi, ngươi tu luyện pháp gì? Dù sao ta cũng không biết, đó là cách tu luyện, thải thực nguyệt chi tinh hoa. Lâu Ký Linh nói. Lâu Cận Thần ngẫm nghĩ, Lâu Ký Linh thải nhiếp nguyệt hoa âm khí, có lẽ là do bản năng. Trạng thái thân thể của ngươi bây giờ thế nào? Lâu Cận Thần muốn giúp nàng lên kế hoạch tu luyện, dù sao đây cũng là thế giới bị chi phối bởi tu hành cá nhân là nền tảng. Bằng hữu ở khắp thiên hạ, ngươi không có tu vi, ngươi bị giết, việc bằng hữu giúp ngươi trả thù là vô nghĩa. Lâu Ký Linh có chút xấu hổ, câu hỏi của Lâu Cận Thần giống như đang hỏi một nữ tử, quang thân thể ngươi có dáng vẻ gì? Thế nhưng, nàng nói trong lòng, nhân loại vô tri vô lễ, vì hắn đã giúp mình, hãy chịu đựng hắn một chút. Nàng nghĩ đến lời này, cuối cùng nói, một chút tính linh dẫn đường, thu thập tinh hoa trong thiên địa để xây dựng một thân pháp thân rồi. Thân thể kiến của ta đã dụng vào thời điểm cơ hội rồi, bây giờ chỉ là một âm hồn, cũng có thể nói là mị, có người gọi chúng ta là mị linh. Nàng nói rất chân thật. Lâu Cận Thần hiểu, loại sinh linh gầy yếu này có nhục thân tiên thiên, có thể lột bỏ thân thể nguyên bản, hóa thành mị linh cũng xem như là một đại tấn thăng. Mà loại mị linh không có nhục thân này, phần lớn đều là do cảm ứng nguyệt hoa, không ai dám thải nhiếp dương tinh, bởi vì bọn họ sẽ bị thiêu chết. Lâu Cận Thần có thể cảm giác được tu vi của nàng vẫn rất thuần túy, có lẽ là bởi vì tâm thức của nàng tương đối thuần khiết. Ngươi có quan tưởng pháp sao? Lâu Cận Thần hỏi. Tất nhiên, người tu hành trong thiên hạ, không có ai có thể tách rời khỏi quan tưởng. Lâu Ký Linh ngược lại nói, Lâu Cận Thần ở đây. Có hàng chục ngàn người ngắm trăng trong thiên hạ, nhưng không có nhiều người đạt được giác ngộ bằng cách quan sát mặt trăng. Lâu Cận Thần nói, ngươi quan tưởng nguyệt là nguyệt gì? Tất nhiên là minh nguyệt. Lâu Ký Linh không khỏi nghĩ trong lòng, hắn muốn dạy ta tu hành sao? Chẳng lẽ muốn báo thù vì hắn đã không thể học vẽ được trong một thời gian dài khi hắn học vẽ với ta không? Lâu Cận Thần cảm thấy thái độ của Lâu Ký Linh đang hỏi, hắn thường nói chuyện với người ta về tu hành, lúc này tất cả mọi người đều cẩn thận lắng nghe, sẽ không có ai có ánh mắt nghi ngờ hay không kiên nhẫn như vậy. Quan tưởng không tĩnh, người mới bắt đầu là tĩnh, là định tính, khi thực hành đạt đến một mức độ nhất định, phải có những thay đổi, những người quan tưởng nhật nguyệt thay đổi theo các hiện tượng thiên thể. Lâu Cận Thần giải thích, mặt trăng là mặt trăng, nhưng mặt trăng lúc tròn lúc khuyết. Sự quan tưởng thay đổi theo sự thay đổi của mặt trăng có nghĩa là ngươi sẽ hòa nhập bản thân vào những thay đổi của các hiện tượng thiên thể. Với sự tích lũy của thời gian, ngươi sẽ có thể cảm nhận được sự thay đổi của trời và đất,
đó là một sự cải thiện tiềm năng cho tâm linh của chính ngươi. Giác chi của ngươi sẽ ngày càng trở nên nhạy bén hơn, ngươi sẽ có thể cảm nhận được sự thay đổi của bốn mùa. Ngươi sẽ có thể cảm nhận được sự bất hòa giữa thiên địa, thường thì sự bất hòa này là một mối nguy hiểm tiềm ẩn và sát khí. Chương 562, Truyền Pháp 3. Chỉ khi mọi người có thể biết được tai họa thì họ mới có thể tránh được hoặc được giải thoát, để họ cũng có cơ hội sống lâu và thậm chí sống mãi mãi. Lâu Cận Thần nói. Lâu Ký Linh sững sờ một lát, nàng không ngờ Lâu Cận Thần lại nói đến môn tu hành, đột nhiên nói đến bất tử, nàng còn tưởng rằng Lâu Cận Thần sắp truyền lại pháp thuật của chính mình. Nhưng Lâu Cận Thần trực tiếp nói đến việc tránh cướp bóc và thoát khỏi cướp bóc, trên đường đi tìm sự bất tử. Cao đoan như vậy sao? Lâu Ký Linh có chút mờ mịt. Người quan tưởng nhật nguyệt, hợp thời mà quan, hợp thời mà tưởng. Nếu ngươi không thể quan tưởng thái dương vì lý do bẩm sinh, chỉ có thể quan tưởng thái âm, thì việc tu hành thường là vào ban đêm. Nhưng trăng mọc và trăng lặn, vào giữa tháng riêng, phía đông mọc và phía tây lặn, mặt trăng giống như sương giá trong nhiều ngày. Thậm chí ít hơn khi mặt trăng tròn, vì vậy nhiều người không quan tưởng theo thời gian, nhưng liên tục quan tưởng cảnh mặt trăng ở giữa bầu trời. Khi mặt trăng tối, thực sự là một loại cảnh, mặt, trăng bị che khuất, bóng tối bao bọc một mặt trăng sáng, được sinh ra một loại vần điệu ẩn. Một số người nói rằng tất cả các pháp đều là ảo tưởng, mặc dù ta không hoàn toàn đồng ý, nhưng có một sự thật trong đó, nhiều phép thuật được mở rộng từ quan tưởng và dấu hiệu. Ngươi có thể quan tưởng mặt trăng ẩn trong bóng tối, đó là một loại rút lui, mặt trăng phá vỡ bóng tối và ánh sáng. Đó là một loại tôi luyện để thoát khỏi sự trói buộc, quan tưởng đặc biệt có thể tránh được. Có thể quan tưởng mặt trăng thoát khỏi bóng tối và chiếu sáng trên trái đất trong nửa đầu của mặt trăng. Trong nửa sau của mặt trăng từ từ biến mất vào bóng tối, quá trình này lặp đi lặp lại kéo dài không dứt. Lâu Cận Thần nói rất rõ ràng, điều này làm cho Lâu Ký Linh đột nhiên cảm thấy muốn mở một cánh cửa. Nàng nghĩ đó là một ý tưởng rất hay, bởi vì khi nàng ngồi thiền, nàng chỉ quan sát trong sự sững sờ, bất cứ khi nào nàng nhìn, nàng chỉ quan tưởng mặt trăng chiếu sáng trên cơ thể mình. Không ngờ trong khoảng thời gian ngắn ngươi lại mạnh mẽ như vậy. Lâu Ký Linh nói, nàng biết rất rõ, khi Lâu Cận Thần lần đầu tiên xuất hiện trong hoa gia lâu của nàng, hắn thật sự không mạnh lắm, mà chỉ mạnh hơn nàng một chút. Còn pháp thuật, ngươi có pháp thuật gì? Lâu Cận Thần hỏi. Ta có thể làm họa bì, ta có thể giúp mọi người xăm hình, ta đoán đó là một họa phù. Lâu Ký Linh nói. Ta có pháp truyền lại cho ngươi, nếu sau này ngươi sửa lại, sẽ không còn ai dám bắt nạt ngươi nữa. Lâu Cận Thần nói. Được rồi, pháp thuật gì? Lâu Ký Linh cảm thấy mình không nên ngu ngốc như Lâu Cận Thần khi học vẽ. Hắn vừa mới nói quan tưởng pháp này, nàng lập tức hiểu rõ. Ngươi giỏi vẽ, chỉ cần người ngươi gặp, ngươi có thể dễ dàng vẽ lại dung mạo. Lâu Cận Thần nói. Đúng vậy, Lâu Ký Linh nói. Bức tranh của ngươi được đánh dấu bằng tên và ngày sinh tháng đẻ, làm cho người trong bức tranh có mối liên hệ sâu sắc hơn với chính mình, sau đó ngươi có thể vẽ thành pháp. Lâu Ký Linh cau mày nói, dâng hương tế bái bức họa để nó kết nối sâu sắc hơn với bản thể, sau đó mỗi ngày đều dùng kim chích hay là dùng cung tên bắn nó. Không, như thế sao có thể xứng đáng với kỹ năng vẽ tranh của ngươi? Ngươi có thể tiếp tục vẽ một câu chuyện liên tục, để người trong tranh sẽ chết trong chuyện. Bản thân người sẽ bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng, cuối cùng chết trong tranh của ngươi. Lời nói của Lâu Cận Thần khiến ánh mắt Lâu Ký Linh sáng lên. Nếu kẻ thù mạnh, hãy làm cho nó hiển thị cho tất cả mọi người xem. Nếu tất cả mọi người sẽ biết và tin hắn đã chết, thì hắn sẽ khó sống được. Pháp tử mà Lâu Cận Thần nói là học được từ Chu Dịch. Trong số đó, ngươi muốn giết đối thủ thì phải vẽ thật tốt, nếu có thể vẽ ra đủ loại quỷ quái kỳ quái. Tốt nhất là có thể xuyên thủng bóng tối, chuyện này hẳn là không khó, nhất định phải biết rất nhiều chuyện kỳ quái. Lâu Cận Thần nói, khả năng của thứ âm sư là phong ấn một số thứ kỳ lạ trong cơ thể con người, để chúng có thể hòa làm một với con người, đó là thủ đoạn tà đạo. Không phải trường sinh pháp, nhưng có thể cho phép nhiều người không thể tu luyện pháp thuật và có khả năng tự bảo vệ mình. Tu hành pháp cao minh là một pháp quyết cơ bản, có thể dễ dàng kéo dài pháp thuật. Mà những hiến pháp cơ bản cấp thấp đó thường cứng nhắc và không thay đổi, vì vậy rất khó để mở rộng các pháp thuật tương ứng. Thế nhưng, có những hạn chế đối với mọi thứ, rất dễ làm lung lay nền tảng và niềm tin của quán tưởng nếu liên tục thay đổi, nếu không theo thứ tự, có thể khiến tu vi rút lui.
quan sát đúng lúc, suy nghĩ đúng lúc. Trong sự thay đổi này, cho dù mặt trăng bị che khuất hay nhìn thấy được, không được thay đổi chủ đề quan tưởng của mình. Ngay cả khi bầu trời tối và mặt trăng bị che khuất trong bóng tối, đối tượng quan tưởng của ngươi vẫn là mặt trăng, tuyệt đối không được tối. Các bạn đang nghe truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 563, Huyện Nha, 1. Lâu Cận Thần nói về ý tưởng luyện bảo một lần nữa, ví dụ, nàng có thể chế tạo pháp khí giống như một tập tranh. Có thể vẽ tất cả các loại quỷ quái khác nhau trên một cuốn sách tranh, triệu hồi chúng bất cứ lúc nào. Loại tế bảo này lại mở ra cho Lâu Ký Linh. Lâu Ký Linh rất vui vẻ, đứng dậy muốn tìm thứ gì đó để thử. Lâu Cận Thần biết những thứ này nhìn có vẻ đơn giản. Nhưng thật ra, nàng cần cả một bộ kiến thức lý thuyết để hỗ trợ hoàn thành của mình. Nàng không thể làm điều đó nếu không có kiến thức liên quan. Đây chính là thứ nàng cần phải tự mình học hỏi từ lâu. Lâu Cận Thần chỉ cung cấp tư lộ của phương diện luyện bảo cho nàng. Sau đó, Vô Mị Họa Bì Nữ sững sờ lấy nước trở về, nhưng Lâu Cận Thần và Lâu Ký Linh không nói chuyện nữa. Vô Mị Họa Bì Nữ cảm thấy hai người bọn họ đã nói xấu mình, cho nên lúc trở về cũng không nói chuyện. Lâu Cận Thần vừa ăn vừa uống rượu ở đó. Trước sự ngạc nhiên của Lâu Cận Thần, đồ ăn và rượu ở đây thực sự rất ngon. Hắn hỏi Vô Mi Nữ. Vô Mi Nữ nói đây là được nấu bởi trưởng quầy ở tửu lâu đối diện. Ồ, vậy là tốt rồi. Đợi lát nữa ngươi hỏi bao nhiêu tiền, lấy từ tay Đông Gia các người. Lâu Cận Thần nói. Vô Mi Họa Bì Nữ liếc nhìn Đông Gia của mình. Nàng biết rất rõ rằng Đông Gia không muốn mua bất cứ thứ gì khác ngoài họa bì và vẽ. Ngươi biết tự làm phù tiễn, tại sao ngươi không tự mình trả tiền? Lâu Ký Linh nói. Làm một phù tiễn, nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực ra còn khó hơn tứ cảnh mà ta vừa giết. Lâu Cận Thần nói, ngươi kiếm tiền dễ hơn ta. Lâu Ký Linh nói, ta cũng không kiếm tiền, ta không quan tâm đến tiền. Sau khi Lâu Cận Thần nói xong, hắn cảm thấy chuyện này có chút quen thuộc, gãi đầu. Được rồi, những thứ đó không thành vấn đề. Trong hải hạng thành của các ngươi có huyện lệnh hay không? Lâu Cận Thần hỏi, ta không biết. Lâu Ký Linh nói, ngươi ở đây lâu như vậy, không biết sao? Mắt Lâu Cận Thần mở to, hắn ngạc nhiên hỏi. Ngày nào ta cũng làm họa bì ở đây, ta có thời gian hỏi người khác về chuyện này ở đâu? Lâu Ký Linh nói, vậy nơi này do ai định đoạt? Lâu Cận Thần hỏi, ta không biết, có thể là Tứ Hải Thương Hành đi. Lâu Ký Linh nói, mỗi ngày ngươi ở nhà làm họa bì, cái gì cũng không biết. Lâu Cận Thần nói, Lâu Ký Linh không cảm thấy bị mạo phạm, nàng nói, tâm không bị phân tâm mới là trạng thái tu hành. Lâu Cận Thần nhìn Lâu Ký Linh, nhất thời không biết nên nói gì. Hắn đứng dậy, vỗ tay, nói, được rồi, ta sẽ tự mình đi xem, bây giờ ai định đoạt Tân Hải hạng này. Nhưng ta nghe nói rằng có một nơi tuyệt đối không thể đến. Lâu Ký Linh nói, ồ, ở đâu? Lâu Cận Thần hỏi, huyện Nha Lý. Lâu Ký Linh nói, tại sao? Lâu Cận Thần hỏi, ta không biết, ta chỉ liếc mắt nhìn từ xa, bèn cảm thấy nơi đó rất đáng sợ, Kỳ tỷ tỷ cũng nói với ta, đừng đến huyện Nha Lý. Lâu Ký Linh nói, vậy sao, ngươi càng nói như vậy, ta càng có hứng thú. Lâu Cận Thần bước ra khỏi họa bì quán của Lâu Ký Linh, phát hiện mọi người đều đang nhìn mình đi trên đường nên rẽ vào một con hẻm. Đột nhiên, một mùi khí tức xuất hiện trên mặt hắn, hắn nghe thấy tiếng ruồi vo ve bên tai. Vội vàng chạy về phía hắn, bị pháp niệm của hắn chặn lại, lập tức bị thiêu đốt. Người thấy mùi khí tức này, ngay cả lúc này hắn cũng không khỏi muốn nôn mửa, bữa ăn đẹp vừa rồi đột nhiên không đẹp. Thế nhưng, hắn không thực sự muốn rời khỏi đây, mà chỉ tránh ánh mắt của mọi người trong giây lát. Một mảnh giấy bay ra khỏi tay áo của hắn, biến thành một người và tiếp tục đi về phía trước. Trong khi bản thân hắn đã biến mất, sau đó quay lại và tiếp tục đi xuống đường, không ai chú ý đến hắn nữa. Nhìn từ bên ngoài, quả thật huyện thành thực sự không được quản lý, nhưng vẫn có trật tự, vì vậy có thể thấy rằng trong thành vẫn có thể kiểm soát tất cả những điều này. Việc đầu tiên hắn làm, tất nhiên, là đi huyện nha. Thành cũng không lớn lắm, huyện nha nằm ở trung tâm, khi đi đến phía sau huyện nha, hắn mờ mịt nghe thấy giọng nói bên trong huyện nha. Rất sôi động, Lâu Cận Thần đứng bên ngoài huyện nha, hắn có thể cảm nhận rõ ràng trong huyện nha này có một ánh sáng đen vô hình. Ánh sáng đen này khiến Lâu Cận Thần cảm thấy bẩn thỉu,
hắn phát hiện mùi khí tức không phải ngửi thấy mà là cảm nhận được. Hắn không đi vào từ phía trước huyện nha, mà đẩy mở cánh cửa phía sau, từng bước đi vào huyện nha. Sau đó, hắn nhìn thấy một mớ hỗn độn, máu ở khắp mọi nơi, là phân. Trên tường có da người, có xương cốt nằm trên mặt đất đã khô từ lâu, tóc như cỏ khô. Lúc Lâu Cận Thần đi ngang qua hắn, hắn thật sự vươn tay túm lấy quần áo của Lâu Cận Thần, nói hắn đã chết, hắn là người chết trong mắt người bình thường, nói hắn không chết, trong mắt tu sĩ còn có một sinh mệnh khác. Chương 564, huyện nha 2. Có hoa và cây ở hậu viện của huyện nha. Hoa và cây cối rậm rạp, nhưng chúng đã thay đổi. Hắn đưa tay ra chạm vào một dây leo xanh dịu dàng giống như một con đỉa có mùi máu, lập tức quấn quanh ngón tay của Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần cảm thấy một sức mạnh vô hình thấm vào ngón tay hắn. Ngón tay hắn bốc cháy, dây leo mềm mại lập tức rút lại, còn nhanh hơn cả rắn. Lâu Cận Thần có thể chắc chắn rằng nếu hắn bị thương và ngã xuống giữa hoa và cây này, chắc chắn hắn sẽ bị chúng ăn thịt. Hắn có thể lờ mờ nhìn thấy một bộ xương trên cỏ. Xa hơn nữa, tiếng ồn ào bên tai hắn lại không quá lớn. Dường như sự phấn khích không đến từ huyện nha, nhưng nhìn từ bên ngoài, tình huống kỳ lạ này khiến mọi người hoảng sợ. Hắn không ngửi thấy mùi thối nữa. Tiếng ồn mà hắn nghe thấy trong tai biến mất và trở nên càng ngày càng yên tĩnh hơn. Như thể hắn đã bước vào một khu định cư kỳ lạ, có một bức tranh trên tường, người trong bức tranh đang cười. Khi hắn đến gần hơn, miệng của nhân hoa đã bị cắt mở. Thoạt nhìn có vẻ như đang cười, nhưng khi nhìn gần hơn, nhìn chằm chằm vào nhau, nhưng lại cảm thấy rằng đối phương cũng sợ, nó đang run rẩy. Lâu Cận Thần duỗi tay ra nắm lấy bức tranh, nhưng người trên bức tranh đột nhiên hét lên, nhảy khỏi bức tranh, đi sâu hơn vào huyện nha. Với tiếng thét này, càng khiến huyện nha trở nên yên tĩnh hơn. Lâu Cận Thần không đuổi theo, mà tự mình thăm dò từng bước. Không biết trời đã chuyển sang hoàng hôn từ khi nào, ánh mặt trời chiếu lên người hắn không chút ấm áp, mà chiếu lên bóng dáng của hắn, in dấu ở hành lang của huyện nha này. Ẩn độn pháp của hắn đã bị phá vỡ tại một số điểm. Hắn nhíu mày lại. Mà nơi mắt hắn có thể nhìn thấy, những cái bóng ở sâu thẳm, hắn không thể nhìn thấu bằng mắt. Thế nhưng, trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy một ánh sáng ở sâu thẳm. Đi từng bước trong hành lang của huyện nha, hắn đi đến nơi sáng sủa, thấy rằng đó không khác gì một tấm gương thủy tinh vỡ trên mặt đất. Hắn đi ngang qua gương, phản chiếu hình dáng của hắn. Bởi vì hắn không đi vào qua cổng chính của huyện nha, cho nên lúc này chắc là hắn đang đi bộ ở hậu trạch của huyện nha. Hắn dừng lại dưới cửa sổ, vì hắn nghe thấy ai đó đang cầu nguyện trong nhà. Hắn cẩn thận lắng nghe, nhưng vẫn không nghe rõ, nhưng giọng nói dường như xa hơn, hắn lắng nghe giọng nói. Nghe thấy một giọng nói, ta cầu xin lòng thương xót của ngươi, ta cầu xin ngươi đến, ta sẽ dâng thân thể ta cho ngươi. Giọng nói lặp lại lời cầu nguyện này, một giọng rất thấp, giống như trốn dưới lớp vỏ bọc, bởi vì ta sợ rằng người khác sẽ nghe thấy, vì vậy ta kìm nén lời cầu nguyện phát ra từ giọng nói. Lâu Cận Thần nhẹ nhàng đẩy mở cửa sổ phát ra âm thanh rít gào, vô cùng gay gắt. Âm thanh trong phòng lập tức lắng xuống. Hắn nhìn vào bên, trong, cả căn phòng tối om. Có thể mơ hồ nhìn thấy một chiếc giường trong đó, một tủ quần áo với một chiếc gương vỡ bên cạnh giường. Lâu Cận Thần liếc mắt thì thấy được, trên đỉnh tủ quần áo có một pho tượng. Dáng vẻ pho tượng đang ôm một hài tử, màu đỏ sẫm, được chạm khắc từ gỗ, trông giống như đã được nhúng máu. Hắn nhìn vào bên trong qua cửa sổ, rất yên tĩnh. Nhưng Lâu Cận Thần có thể chắc chắn, vừa rồi hắn nghe thấy một giọng nói bên trong. Hắn cố gắng quay ra cửa, để bước vào qua cánh cửa, nhưng phát hiện ra rằng cánh cửa của căn phòng ở phía bên kia, hắn phải xoay lại một đường dài này mới có thể đi vào qua cánh cửa. Vì vậy, hắn tiếp tục, có một bể nước dưới mái hiên, bể nước dùng để hứng nước để phòng cháy. Lâu Cận Thần đi ngang qua, liếc nhìn vào bên trong, lập tức dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng có tóc nổi trên mặt nước, tóc mọc lên khỏi mặt nước như cỏ dại thủy sinh, nổi trên mặt nước và trèo ra khỏi bể, đã dựng một lan can bên cạnh. Một cỗ âm khí phát ra từ bên trong bể nước. Lâu Cận Thần rút kiếm ra, dùng mũi kiếm kéo đi mái tóc đen như cỏ nước, mới nhìn thấy tóc. Mà thời điểm Lâu Cận Thần chải tóc, đầu người nọ thật sự mở mắt ra, nhìn Lâu Cận Thần. Khuôn mặt nhợt nhạt không một chút máu, đôi mắt chết. Giờ phút này,
Lâu Cận Thần chỉ cảm thấy có một trận lạnh lẽo trút xuống, không khí chết chóc ảm đạm kia hóa thành một mặt băng phá vỡ tâm trí hắn. Ngay khi ánh sáng trên người Lâu Cận Thần vừa lóe lên, ánh mặt trời cuồn cuộn, mái tóc đen lập tức cháy rụi, đầu người lập tức chìm xuống nước. Lâu Cận Thần không biết chuyện này là do người dưỡng ở đây hay là huyện nha gặp chuyện không may, đầu bọn họ bị ném đến đây rồi trở thành như thế này. Trời tối hơn một chút, những tia nắng mặt trời chiếu lên nóc nhà, nhưng không thể chiếu sáng trong hành lang, tối hơn một chút trong hành lang. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 565, Trọng Tố, 1. Lâu Cận Thần tiếp tục đi về phía trước, hắn lờ mờ nghe thấy tiếng khóc, tìm tiếng khóc, sau đó đi tới, đi đến mép chậu hoa, sau đó nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Có một gốc cây hình người được trồng trong chậu, nhưng phần thân rễ này đã lộ ra, trông giống như một hài tử. Ngũ quan của đứa bé đen kịt, dáng vẻ vặn vẹo và đau đớn, khiến hắn nhíu mày. Điều đáng kinh ngạc nhất đối với Lâu Cận Thần là một khối ngân bài được treo trên mép chậu hoa. Được viết bằng một cây bút rất mỏng, viết bằng màu đỏ. Thỉnh thoảng, dược pháp lấy em bé sơ sinh và chồng nó với nhau thai của nó trong bùn máu đã chuẩn bị. Có thể trở thành huyết anh thụ, kết anh quả và có hình dạng như em bé sau khi quả được hình thành. Lâu Cận Thần không biết huyết anh thụ này là do người trong huyện nha phía trước trồng hay là do người đứng sau trồng. Trên ngọn cây trồng trong chậu, có một ít trái cây nhỏ tử đang được đậu quả, trái cây nhỏ giống như một người nhỏ, nhắm mắt, treo ở đó như thể nó đang ngủ say. Lâu Cận Thần đứng đó nhìn, vươn tay nhẹ nhàng gõ nhẹ vào trái cây nhỏ như trẻ con. Lâu Cận Thần không cảm giác được bất kỳ ý thức nào, chỉ mơ hồ cảm nhận được một cỗ ác ý từ gốc cây trong chậu. Ác ý này không phải là loại ác giữa người với người, mà là một loại ác cùng loại với tiên thiên. Không phải Tuân Tử đã từng nói rồi sao? Nhân chi sơ tính bản ác. Lâu Cận Thần cảm thấy có một sự thật nào đó, trong cuộc sống không có thiện hay ác, tất cả mọi thứ được làm là để tồn tại. Tất cả những giáo dục nhận được sau này là để ngăn chặn bản năng sinh lý của mình lan rộng. Tất cả các loại giới luật, tất cả các loại ràng buộc đạo đức tạo nên xã hội loài người, không bằng mà nói giống như dã thú. Lâu Cận Thần lại nghe thấy một tiếng khóc nỉ non phát ra từ huyết anh thụ này. Nó giống như một giấc ngủ say, nhưng nó giống như một đứa trẻ ngủ say trong giấc mơ, cũng sẽ khóc một hoặc hai lần. Lâu Cận Thần không hái trái cây như em bé kia, mà tiếp tục bước đi. Một số chú văn trên mái nhà, dân phong suy linh hưởng, đãng tẫn ngã tâm ma. Chỉ là tiếng chuông gió này không có pháp vận, hay vần điệu ban đầu nguyên bản pháp vận đã bị xói mòn bởi thần quang phát ra từ phía sau nó. Lâu Cận Thần xoay người trong tiếng chuông gió buồn tẻ, lại vòng qua góc đường, xoay người ra khỏi nhà sau. Sau đó nhìn thấy phòng hồ sơ, cửa phòng hồ sơ bị che khuất, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra, từng bước tiêu sái đi vào. Có một chút ánh sáng bên trong phòng hồ sơ này, ánh sáng mờ nhạt, không mang lại nhiều ánh sáng cho căn phòng hồ sơ này. Quay đầu nhìn một cái giá sách, nhìn thấy một ông già gầy gò đang viết gì đó trên bàn, khi Lâu Cận Thần đến gần, lại phát hiện ra người đó thật sự đã chết. Ông ta đang nằm trên bàn, hai tay vẫn giống như đang viết sách ở bàn làm việc, thứ Lâu Cận Thần nhìn thấy vừa rồi chỉ là dấu vết ý thức mà ông ta để lại trong khoảng không này. Có người đã cào một dấu vết trên giấy, mặc dù thời gian đã trôi qua, nhưng vẫn để lại dấu vết. Tất nhiên, trong trường hợp bình thường, sẽ không có để lại dấu vết, giống như người bình thường không thể để lại dấu vết bằng tay trên đá. Nhưng khoảng trống này không còn lạnh và cứng, mà mềm mại, đã trở nên bí ẩn. Lâu Cận Thần vươn tay nhặt lấy hồ sơ đã bị nước xác chết làm ướt và khô lên, hắn cầm trong tay lên nhìn. Một số chữ trên xác chết đã bị mờ, nhưng một số vẫn còn rõ ràng. Vương Tú Tài đến yêu cầu huyện quân chủ trì công đạo, nói thê bị con chó lớn màu vàng bên cạnh cưỡng hiếp. Nhưng chủ nhân của con chó vàng đã đến nha môn, nói rằng vợ của Vương Tú Tài đã cưỡng ép làm ô uế con chó của hắn. Cái gì vậy? Lâu Cận Thần chỉ cảm thấy đoạn văn này đơn giản và hoang đường. Lật một trang khác, trang này thậm chí còn có ít từ hơn trên đó. Vương lão viên ngoại, lấy tức phụ của hậu bối đồng tộc làm thiếp, tiểu tả chồng huyết anh thụ. Lâu Cận Thần tiếp tục lật xem nội dung phía sau, trong đó ghi lại một số điều kỳ lạ và việc thất đức. Sau khi Lâu Cận Thần đọc xong, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là thời đại đang hỗn loạn,
yêu nguyệt tác loạn. Ngay cả người ghi lại những điều này cũng không biết mình sắp chết. Hắn lấy một tập hồ sơ từ buồng và mở nó ra, trên đó có ghi một kiện án tử. Lại lấy ra một hồ sơ khác, đó cũng là một án tử linh dị. Hắn không xem nhiều nữa, hắn đi vòng quanh phòng hồ sơ, lại phát hiện, không biết từ khi nào, có một người xuất hiện ở cửa. Ngươi là ai? Ngươi xâm nhập vào phòng hồ sơ như thế nào? Người kia có râu và tóc màu xám, cầm đèn, ông ta nhìn Lâu Cận Thần, ánh mắt đầy thắc mắc. Lâu Cận Thần cau mày, người này rõ ràng chính là người vừa rồi chết ở đó. Chương 566, Trọng Tố, 2. Ta chỉ đến đây để xem một chút, Lâu Cận Thần nói. Ngươi là khách mời của huyện quân, đây là phòng hồ sơ của huyện lý. Mặc dù ở đây không có gì quan trọng, nhưng cũng là nơi cấm địa của huyện, xin hãy rời khỏi đây. Người nọ nói, Lâu Cận Thần cũng không phân biệt, hắn quyết định nghe theo lời ông ta, đi ra ngoài xem sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng khi hắn bước ra khỏi cửa, hắn nhận thấy một cỗ nhiếp lực cường đại đến từ phía sau hắn, bóng tối phía sau hắn thực sự nắm lấy bóng dáng của hắn trong ngọn đèn. Hắn nhìn lại cái bóng của mình và cái bóng trong phòng, như thể hắn có một chiếc áo choàng vô hình, bị người vô hình bắt giữ và kéo lùi về phía sau. Hắn cũng không dãy giụa, lui về phía sau. Người hỏi hắn ở cửa đã biến mất. Hắn cho phép bàn tay vô hình trong bóng tối kéo mình trở lại trong bóng tối. Khi trở lại bóng tối mới phát hiện ra rằng có một bàn tay đang xé rách pháp niệm hộ thân của mình. Những người vô hình, tất cả đều xuất hiện từ hồ sơ này đến hồ sơ khác. Tên của họ được ghi lại với những điều kỳ lạ, căn bản không có gì, nhưng bây giờ huyện Nha đã trở nên kỳ lạ, tên của họ thật sự trở nên kỳ lạ vì những trường hợp được ghi lại ở đây. Vừa nãy, Lâu Cận Thần lấy hai quyển sách ra đọc, hiển nhiên là làm kinh động đến bọn họ, cho nên bọn họ muốn lưu Lâu Cận Thần lại. Đây chỉ là suy nghĩ của Lâu Cận Thần. Đúng lúc này, hắn kiềm chế suy nghĩ của mình và quan tưởng Thái Dương, suy nghĩ của hắn dâng lên khi mặt trời mọc lên từ sâu trong cơ thể bên trong của hắn. Cuồn cuộn đi ra ngoài, ngay lập tức, toàn bộ hồ sơ đột nhiên bốc cháy, bóng tối vặn vẹo trong ánh lửa, như thể đang cố gắng dập tắt ngọn lửa. Nhưng theo một tiếng kiếm minh vang lên, ngọn lửa bùng lên, bóng đen biến mất trong ngọn lửa, dường như có vô số tiếng la hét, Lâu Cận Thần đứng ở trung tâm ngọn lửa với thanh kiếm trong tay. Lúc này, dường như có điều gì đó đáng báo động trong hành lang của huyện Nha. Bên tai Lâu Cận Thần nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, giữa dòng suy nghĩ của hắn có bóng tối vô biên dâng trào như thủy triều. Trong bóng tối, một đám người mặc đồ sai dịch, mang theo dây xích và khóa, những người khác cầm gậy nước và lửa, một lớp ánh sáng thần thánh giống như ngọn lửa đốt cháy xung quanh cơ thể họ. Tiếng xiềng xích và tiếng bước chân dày đặc, giống như tiếng trống trận, dâng lên trong lòng, cỗ khí tức đáng sợ đó dâng trào, Lâu Cận Thần vẫn đứng đó không nhúc nhích. Càng ngày càng đến gần hơn, bóng tối đó ập đến. Mà hồ sơ trong phòng bị đốt cháy một cách quỷ dị, vào lúc này dường như đã nhận được một loại trợ giúp mạnh mẽ nào đó. Những cái bóng quằn quại trong ngọn lửa, đúng là muốn dập tắt ngọn lửa, một số trong số chúng vẫn đang uốn lượn về phía cơ thể của Lâu Cận Thần. Đột nhiên một sợi xích sắt bay vào khoảng không ngoài cửa, quấn quanh thân thể Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần không có ý định tự mình tưởng pháp, cho dù hắn muốn thử, cũng nhất định không phải bây giờ, thanh kiếm trong tay hắn lập tức ra khỏi vỏ, trên dây xích sắt màu đen. Đinh, có một tiếng vang nhỏ, trong sự im lặng nghe rất rõ ràng, có người nhảy ra khỏi hư vô, xiềng xích rơi xuống như búa. Thanh kiếm trong tay run rẩy, cắt qua mép xiềng xích, mà người hắn di chuyển, xiềng xích như búa, dẫn theo sức mạnh to lớn. Tốc độ kiếm thế có nhanh chậm, nhưng có một khí chất cơ bản hơn trong kiếm pháp, đó là kiếm tẩu khinh linh. Cảm giác từ thanh kiếm truyền đến người hắn, người kia di chuyển, dẫn theo kiếm di chuyển, đồng thời một cây gậy đen đỏ vung xuống từ hư vô. Lâu Cận Thần bị gió thổi bay lên như lông vũ, lập tức nổi lên, đồng thời một thanh kiếm đã được thắp sáng ở mũi nước và gậy lửa. Trong bóng tối xuất hiện những sai dịch này đã trở thành một loại quỷ dị cường đại, dường như chúng tồn tại trong hư vô của quá khứ, nhưng chúng đang tấn công và giết chết con người của hiện tại. Trên người bọn họ dâng lên một luồng thần quang, vũ khí bình thường trong tay bọn họ lúc này vẫn có thần lực biên. Lâu Cận Thần không nhìn ra có bao nhiêu sai dịch ở trong bóng tối xông tới, bọn họ đã hòa làm một với sự quỷ dị trong phòng hồ sơ này. Giống như âm ảnh, giống như thần ma, vọt về phía Lâu Cận Thần. Hai mắt Lâu Cận Thần đã nổi lên ánh trăng,
Sức mạnh của tâm nguyệt quỷ nhãn cho phép hắn nhìn rõ ràng trong sâu thẳm hư không vào lúc này, có một người bị xích sắt trói chặt. Người này một thân quan bào, rõ ràng là huyện quân, nhưng vào lúc này, đôi mắt của hắn đang dâng lên sự điên cuồng và tối tăm. Trừ lần đó ra, những sai dịch khác cũng bị Lâu Cận Thần nhìn thấy rõ ràng, mỗi người trong số những sai dịch này đều giống như bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy rằng khuôn mặt của họ không phải mặt của người sống, đôi mắt ngập tràn máu xám chết chóc. Các bạn đang nghe truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com. Chương 567, Trọng Tố 3. Lâu Cận Thần lao về phía những sai dịch đó, thanh kiếm trong tay vung lên một cách uyển chuyển. Trong lúc vung kiếm, những người khác và thanh kiếm đều chìm trong ánh sáng, thấy ánh sáng nhảy lên, sau khi đi qua đám người vô cùng linh hoạt. Những sai dịch đó lập tức bất động, đầu và cổ bị tách rời, hoặc bị cắt làm đôi, hoặc bị cắt ở thắt lưng. Không có sai dịch nào có thể chạm vào cơ thể hắn, không ai có thể chịu được một kiếm của hắn. Kiếm quang đâm vào sâu trong bóng tối, đã đáp xuống trước mặt chỉ huyện lệnh. Huyện lệnh như thể bị một loại kích thích nào đó, hắn vật lộn dữ dội, những sợi xích buộc vào cơ thể hắn dâng lên ánh sáng vàng. Sợi xích này là một loại pháp khí trấn ma khóa hồn trói thi. Mà điều này thực sự ở trên công đường huyện nha. Mặc dù huyện lệnh dãy dụa kịch liệt, nhưng hắn không thể di chuyển chút nào. Lâu Cận Thần trả thanh kiếm về vỏ, bắt đầu nhìn vào công đường, phát hiện toàn bộ công đường được thay đổi thành một thần tự. Bởi vì các phù văn trong đó, các vật hiến tế nhiều từ hạn chế khác nhau được khắc trên các cột trụ là vô cùng nhiều, hơn nữa còn rất phức tạp. Sau khi Lâu Cận Thần đọc xong, hắn lại nhìn huyện lệnh, trong mắt hiện lên một tia cảm thán. Nếu hắn không nhầm, huyện lệnh muốn lấy thân dẫn phong ấn bí linh trong cơ thể hắn, sau đó tiêu hóa nó, cho nên, nếu thật sự thành công, hắn sẽ là một thần linh sống. Lâu Cận Thần không biết hắn lấy phương pháp này từ đâu, phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều so với phương pháp xây dựng thần tự mà hắn biết. Chắc hẳn hắn cũng đã đề phòng bản thân, vì vậy hắn tự trói mình, hoặc có thể đó là một phần của nghi thức của hắn. Hắn mang theo những bí linh và trói họ lại, nhưng bản thân hắn đã chết, những sai dịch giúp hắn trở thành quỷ quái dưới ảnh hưởng của những bí linh. Lúc này, huyện lệnh có thể nói là một bức tượng bằng thịt, tự nhốt mình ở đây. Lâu Cận Thần ngẫm nghĩ một lát, hắn mở cửa công đường, bên ngoài trời đã tối, hắn quay mặt ra đường, con đường này dường như đặc biệt yên tĩnh. Hắn đang tự hỏi phải xử lý chuyện này như thế nào. Một khi giết chết, sẽ hoàn toàn giết chết phân thân bí linh, tất nhiên là xong hết mọi chuyện. Nhưng mục đích của thần tự chi chính là làm cho thiên địa này không còn quá lạnh lẽo và khó khăn nữa. Cho dù huyện lệnh đã đưa ra lựa chọn này, người cũng đã chết, vậy thì cứ như vậy đi. Hắn quyết định sử dụng cơ thể vật lý của Nghị Định Tỉnh làm nền tảng, tái tạo một thần tượng khác. Hắn đang suy nghĩ làm thế nào để làm một bức tượng. Đương nhiên bức tượng không chỉ đơn giản là tạo hình, mà là phải được phong ấn lại. Hắn có thể thấy rằng nếu hắn không đến, huyện lệnh sẽ tự thoát khỏi rắc rối trong một hoặc hai năm. Hắn ngồi trước của công đường và ngồi cho đến hừng đông. Từ phía đông, ánh sáng chiếu lên mặt ngói, nhỏ giọt trên mặt đất, tạo thành một màu đỏ trắng. Lâu Cận Thần suy nghĩ cả đêm, hắn chỉ nghĩ cách phong ấn ngũ hành, mà theo hắn thấy, không có gì tốt hơn âm dương chi pháp để trấn áp mọi thứ, cho dù cái gì cũng không thể thoát ra. Nhưng sự hiểu biết của hắn về âm dương vẫn chỉ ở hai điểm mặt trời và mặt trăng, hắn vẫn chưa thể hiểu được âm dương. Tình cảm của hắn đối với mặt trời và mặt trăng không thích hợp để trấn áp phong ấn ở giai đoạn này. Ngược lại, ngũ hành đan xen vào nhau như một sợi xích, có thể tạo thành một phong ấn. Mọi thứ trên thế giới đều khó thoát khỏi ngũ hành, đó không phải là điều hắn có thể đối phó nếu hắn có thể nhảy ra khỏi ngũ hành. Hắn quyết định lấy đất sét năm màu cho bức tượng. Một lúc sau, Vô Mi Họa Bì Nữ chạy đến góc tường kia, nhìn huyện nha, khi nhìn thấy Lâu Cận Thần lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nói đến đây, tối hôm qua nàng vẫn lo lắng cả đêm, nhưng Đông Gia Lâu Ký Linh không có vẻ lo lắng chút nào. Lâu Cận Thần vẫy tay gọi Vô Mi Họa Bì Nữ, bảo nàng đi tới. Nàng lập tức chạy tới, bởi vì phong cách của họa bì, nàng cười lên vô cùng quỷ dị. Ngươi đi hỏi xem nơi nào có đất sét năm màu, nói rằng ta muốn định hình lại tượng thần trong thần tự. Nghe xong lời này, Vô Mi Họa Bì Nữ lập tức chạy về nói với Lâu Ký Linh, Lâu Ký Linh cũng không biết.
nhưng nàng cũng có cách để cho Vô Mi Họa Bì nữ đến nơi đông người giao giảng rằng Lâu Cận Thần sẽ xây dựng lại thần tự. Không biết ban đầu Lâu Cận Thần có nổi tiếng hay không, hay là hôm qua hắn giết Mặc đại sĩ của Tứ Hải Thương Hành. Cho nên không bao lâu sau, Lâu Cận Thần nhìn thấy có người mang theo túi đất năm màu đến. Cùng lúc đó, có một số người và dị nhân đi ra khỏi công đường, bọn họ không đến gần lắm, mà chỉ hành lễ từ xa. Lâu Cận Thần gật đầu với bọn họ, bảo bọn họ bỏ đất ngũ màu xuống, sau đó hắn bắt đầu thủy tác pháp luyện thổ. Chương 568, Mặc Hải Lâm Thành, 1. Đây là lần đầu tiên hắn làm ra những việc như vậy, vừa tự hỏi vừa làm, đây là một loại tu luyện tư tưởng của bản thân. Khác với chiến đấu, nhưng tất cả tư duy và lợi ích sẽ được mở rộng ra kiếm thuật. Lâu Cận Thần hy vọng rằng những hài tử từ các gia đình nghèo có thể xem cuốn sách luyện khí đạo Quan Tưởng Thiên mà hắn đã viết. Trong đó hắn giải thích chi tiết về tầm quan trọng của đặc tính của tinh thần mạnh mẽ trước khi mở khí hải, phương pháp làm cho tinh thần của chính mình mạnh mẽ hơn bằng cách quan tưởng nhật nguyệt. Trong luyện khí đạo, chúng ta không thực sự nói về âm hồn, mà giảng tính linh, tất cả mọi thứ đều có linh, tồn tại ở khắp mọi nơi trong cơ thể. Quá trình tinh luyện hóa khí thật ra là một quá trình tập hợp các linh trong các khí quan và khiếu huyệt trong cơ thể. Mà mỗi một linh dường như đều có sự sống, vì vậy trong quá trình này có những vọng niệm bị ảnh hưởng khi linh được luyện hóa. Loại linh lớn mạnh này là sự phát triển của tâm trí, nhưng lại không hoàn toàn. Có một câu nói đạo khả đạo phi thường đạo, chỉ có thể hiểu, rất khó để mô tả, nhưng Lâu Cận Thần vẫn cố gắng mô tả. Để những người nhìn thấy nó có thể thông qua loại mô tả này, để một số người mới bắt đầu học dễ hiểu hơn. Tu hành luyện khí sĩ, hội tụ lớn mạnh tính linh dung nhập ở bên trong ý niệm trong đầu pháp lực, do đó pháp niệm luyện khí sĩ có thể cảm nhận được linh của vạn vật. Vũ hóa đạo chấp nhận lý luận này, nhưng vũ hóa đạo lại thay đổi một cách khác, họ gọi nó là âm hồn. Ngoài ra, vũ hóa đạo đối với việc tu hành âm hồn cực đoan hơn, dùng quan tưởng pháp để âm hồn có thể định hình, rồi lại xuất du. Âm hồn tiết lộ pháp tướng cho thiên địa, dùng âm hồn để cảm nhận linh trong cơ thể của người khác, do đó ảnh hưởng đến toàn bộ kẻ địch. Điều này tương tự như sự hiến tế của bí linh, cũng là một quá trình làm cho âm hồn từ hư vọng đến thành chân thật. Vì vậy, vẫn còn khá nhiều người nghĩ rằng bí linh không thực sự tồn tại, chúng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người. Chính sự hội tụ trong trí tưởng tượng của con người khiến họ đi từ hư vọng đến hiện thực. Sư huynh, đây là tin tức ta thu thập được về Mặc Cửu Chi kia, ngươi có muốn xem qua không? Thương Quy Han đang cầm một quyển giấy trong tay, mấy ngày nay hắn đã hỏi người ta về bản lĩnh của Mặc Cửu Chi đó. Nhìn thấy dáng vẻ lãnh đạm của Lâu Cận Thần, hắn cảm thấy nếu cứ để nó sang một bên, có thể sư huynh sẽ không nhìn nó. Hắn biết sư huynh của mình rất mạnh, hắn biết một đường đi tới của sư huynh mình gần như vô địch. Nhưng đối phương cũng là phách chủ của biển cả, hắn cũng là một cự quái hải tộc đã trở nên nổi tiếng 200 năm trước. Hắn sợ rằng sư huynh mình sẽ bất cẩn, thân bại danh liệt. Nhìn thấy sự thay đổi của thiên hạ, tu hành dưới chân càng ngày càng rõ ràng, sao có thể bẻ gãy đôi cánh của mình vào lúc này. Theo hắn thấy phủ quân Chu Thẳng phía trước quá kiêu ngạo, cho nên mới bị chính nhi tử mình mưu tính giết chết. Sư huynh không được đi vào vết xe đổ của đối phương. Sư huynh, để ta đọc cho ngươi nghe, Thương Quy An nói. Lâu Cận Thần không trả lời, vì vậy Thương Quy An mở cuộn giấy ra đọc. Gần biển, có một hải câu tên là Mạc Na Hải Câu. Trong Mạc Na Hải Câu này có một hải tộc tên là Mạc Na Tộc, có hai họ trong đó, đó là Hải Thị và Mạc Thị. Họ Hải vốn là họ lớn trong hải tộc, nhưng có chút phức tạp, có quý tộc cũng có hải tộc bình thường. Trong đó Mạc Thị là quý tộc chân chính, họ thường đảm nhiệm hiến tế khắp nơi trên biển, chủ yếu là tế ti hoặc trưởng lão. Mạc Cửu Chi là đại trưởng lão của Mạc Na Hải Câu, nghe đồn khi còn trẻ đã đi du lịch khắp nơi trên thế giới, còn có rất nhiều bí truyền. Hải tộc bí truyền, ngươi đang tu luyện đạo gì? Lâu Cận Thần hỏi. Ta không biết, nghe nói đó là thần pháp, có người nói đó là thần thông, nghe nói đã cắm rễ vào. Huyết mạch của bọn họ khiến cho bọn họ muốn sinh con cũng vô cùng khó khăn, nếu có thể sinh con thành công, đó sẽ là một sự kiện hạnh phúc cho tộc bọn họ. Lần trước hắn bị sư huynh giết chết, tên là Mạc Tiềm, hắn là đệ tử của Mạc Cửu Chi, mặc dù không phải là thân sinh, nhưng đã ở bên người từ khi hắn còn nhỏ. Lâu Cận Thần chú ý tới cái tên thần pháp, rất lâu trước đây, hắn cảm thấy thần pháp này tương tự như thần pháp trong lòng hắn. Đây là một loại năng lực mà không biết bắt đầu từ đâu,
hoàn toàn là khả năng câu thông pháp tắc thiên địa bằng thần niệm. Tất nhiên, điều này đúng với tất cả các pháp thuật, cho dù chúng là ngũ hành pháp hay ngự kiếm thuật, đều căn cứ vào người thi pháp rõ ràng là pháp lý. Chỉ là trong nhiều trường hợp, pháp thuật đến từ thần linh là thuộc loại quán đỉnh, nhiều người tu hành chỉ biết chúng là gì. Nhưng họ không biết tại sao, vì vậy họ không thể mô tả chúng bằng lời, vì vậy họ gọi chúng là pháp thần thánh. Các bạn đang nghe truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 569, Mạc Hải Lâm Thành, 2. Cho nên, có người nói sư huynh giết chết Mạc Tiềm kia, tức là giết hài tử của Mạc Cửu Chi, lần này Mạc Cửu Chi hẳn là muốn giết người. Bọn họ mang theo một lượng nước biển vô tận, e rằng bọn họ không chỉ muốn giết sư huynh, mà còn muốn dìm chết Giang Châu này. Hắn không thể dìm chết được. Lâu Cận Thần vừa viết, vừa trả lời. Chuyện này càng xảy ra, Thương Quy Hàn càng lo lắng, vội vàng nói, sư huynh, ngươi không nên khinh thường, ta nghe người ta nói Mạc Cửu Chi có khả năng ngự thủy. Xuất thần nhập hóa, nước trong cơ thể con người có thể bị rút ra ngay lập tức, có thể biến nước thành khí. Cây bút trong tay Lâu Cận Thần dừng lại nói, quả thật lợi hại. Người ta nói rằng hắn có 9 mắt, hắn có một cái tên gọi là Cửu Nhãn Ma Trương. Biệt danh này quả thật uy phong. Lâu Cận Thần lại nói, cây bút trong tay vẫn không dừng lại. Sư huynh, cẩn thận một chút. Thương Quy An lại nhắc nhở. Vậy thì nói cho ta biết, hắn còn có bản lĩnh gì nữa? Lâu Cận Thần hỏi. Ta cũng nghe nói hắn luyện chế ra một thanh Thương Lãng kiếm, lúc vung kiếm thì hải vực rung chuyển. Thương Quy An nói, còn gì nữa? Lâu Cận Thần tiếp tục hỏi. Thương Quy An cảm thấy sư huynh của mình có thể không quan tâm đến kiếm thuật của đối phương, trong lòng càng ngày càng lo lắng. Hắn nói tiếp, nghe nói thân thể của hắn bất tử, tứ chi bị chặt đứt đang tái tạo, có thể nối lại, hắn có 9 mạng. Nói đến đây, Thương Quy An nhìn thấy sư huynh mình mỉm cười, chỉ nghe hắn nói, trên đời này không có ai không thể chết. Cho dù hắn không thể chết, vậy hắn cũng phải trả một cái giá tương ứng, ví dụ như bản ngã. Tác hại lớn nhất của thần pháp chính là khi bí linh truyền pháp thuật cho người ta, cũng sẽ truyền lại ý chí của hắn. Giống như khi một người giao phối, tinh hoa được, tiêm vào mẫu thể kia sẽ khiến đối phương thụ thai, thông qua câu thông bí linh đến thần pháp, thật ra cũng không khác lắm. Những người không biết ma chủng đã hình thành bí linh trong chính họ, khi ma chủng lớn lên, họ chỉ có thể bị ma chủng nuốt chửng. Mà những người biết sẽ phá vỡ và tiêu hóa nó. Lâu Cận Thần nói xong, hắn biết rất rõ, bởi vì bản thân hắn đã bị bí linh chủng quá ma chủng, cho nên hắn nói cho Thương Quy An nghe về kinh nghiệm của mình. Nếu hắn có thêm đôi mắt, có nghĩa là Mạc Cửu Chi này vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa những biến hóa do bí linh thần pháp mang lại, có lẽ hắn sẽ rất lợi hại, nhưng... Lâu Cận Thần dừng một chút rồi nói, gặp được rồi nói sau. Sư huynh, không cần chuẩn bị một chút sao? Thương Quy An nói. Lâu Cận Thần chỉ vào thanh kiếm trên tường nói, thanh kiếm ở bên hông, sao ngươi có thể nói sư huynh không chuẩn bị được? Thương Quy An sững sờ một lúc rồi nói, nhưng mà, ta thấy sư huynh vẫn đang viết sách. Viết sách cũng là sắp xếp tâm trạng, sắp xếp nguyên tắc pháp lý của chính mình, nhưng cũng phải vạch rõ đạo cơ của chính mình, lòng bình tĩnh, để ngươi có thể nhìn thấy ta và nhìn thấy kẻ địch. Lâu Cận Thần nói, Thương Quy An im lặng một lúc rồi nói, tạ sư huynh dạy bảo. Lâu Cận Thần cười nói, đi bận rộn đi. Hắn càng ngày càng thích sư đệ Thương Quy An này, hắn chưa từng thấy qua, Thương Quy An trước kia giống như một hòn đá. Nhưng sau ngần ấy năm, hắn có cảm giác bị linh khí trong núi xâm nhập, hắn có cảm giác ánh sáng bảo vật. Thương Quy An trở về phòng, ghi lại lời nói hôm nay. Hắn cũng có một cuốn sách nhỏ, trong đó ghi lại những lời của sư phụ và sư huynh. Chỉ cần hắn nghĩ đó là một cuộc trò chuyện tốt, đó là lời dạy của sư phụ và sư huynh, hắn sẽ viết ra, khi rảnh hắn sẽ lấy ra đọc, khi gặp rắc rối hắn cũng sẽ đọc nó. Hải Minh Nguyệt cũng thuộc về hải tộc, nếu có chuyện gì xảy ra trong hải tộc, tất nhiên nàng sẽ biết. Trong hải câu bên ngoài Kiền Quốc, có Mạc Na tộc, có một chút Vu Chi tác thuộc về hải giác thị tộc, trực tiếp đặt tên là Vọng Hải Giác. Có thể thấy rằng một chi của nàng có mối liên hệ rất chặt chẽ với đại địa. Trong biển, càng liên kết chặt chẽ với đại địa, sẽ càng ít bị các hải tộc đãi gặp. Càng nhiều hải tộc ở biển sâu, họ càng xem thường những hải tộc ở vùng biển gần này. Tất nhiên, Hải Minh Nguyệt đã từng nghe nói đến Mạc Cửu Chi trong Mạc Na Hải Câu,
Mạc Cửu Chi đã đi khắp tứ hải. Tất nhiên nàng cũng đã đến Vọng Hải Giác này, nàng cũng đã từng xem ghi chép của Mạc Cửu Chi. Mạc Nam Mạc Trương, kỳ pháp quỷ bí, sức mạnh này có thể đuổi kịp biển, bao phủ ngàn ngọn núi, đôi mắt của nó giống như những bí linh hư vô, giống như những ngôi sao khó lường. Sau khi đọc ghi chép của Mạc Cửu Chi trong gia tộc, nàng thật sự cảm thấy có một loại khủng bố, bởi vì đằng sau những lời được ghi lại có một bức tranh bạch tuộc màu mực. Vẫy chín xúc tu, tạo ra sóng lớn. Chương 570, Mạc Hải Lâm Thành, 3. Trên đỉnh đầu hắn có 9 con mắt, càng thêm quỷ dị, nàng không biết là do tài vẽ của tổ tiên tốt, hay là nàng đã có một loại thần vận khủng khiếp này khi tên của Mạc Cửu Chi được dùng trong cuốn sách vẽ tranh này. Khi nghe tin Mạc Cửu Chi chuẩn bị giết Giang Châu Lâu Cận Thần, trong lòng đột nhiên trở nên phức tạp. Một lần, nàng cũng có suy nghĩ về Lâu Cận Thần. Chỉ là tâm tư này không chỉ nằm giữa nam nữ, mà còn là bản năng muốn tóm lấy cọng rơm đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng sau khi nàng phát hiện ra rằng mẫu thân nàng không có ở đó và nàng cảm thấy vô cùng nguy hiểm khi ở một mình. Khi Lâu Cận Thần rời đi cũng không nói lời cáo biệt với nàng, vì vậy nàng biết rằng có lẽ trong lòng hắn nàng cũng không có nhiều trọng lượng. Mấy năm trôi qua, nàng lại nghe thấy tên của Lâu Cận Thần một lần nữa, nhưng có liên quan đến Mạc Cửu Chi nổi tiếng ở khu vực ven biển này. Hắn đã phát triển đến đỉnh cao như vậy sao? Ngươi biết Lâu Cận Thần? Một nữ tử xinh đẹp nói, bà ta ngồi đối diện Hải Minh Nguyệt. Hải Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt quen thuộc này, nhưng trong lòng lại không có dấu vết thân thiết. Một lần, trong đêm khuya, nàng ước rằng mẫu thân sẽ đột nhiên trở về từ đêm và nói nữ nhi, mấy ngày nay đã làm ngươi lo lắng rồi. Nhưng bây giờ người mà nàng đang chờ đợi đã trở lại, chỉ là người này, nàng đã cảm thấy xa lạ. Là hắn giúp ta có được vị trí tế ti này, Hải Minh Nguyệt cười nói. Lúc này nàng hơi cười nhẹ, lộ ra cảm giác quý phái và rụt rè. Vậy thì phải cảm ơn hắn thật tốt, Hải Cật nghiêm túc nói. Phải cảm tạ, nhưng ta không có năng lực này. Khi Hải Minh Nguyệt nói lời này, trong giọng nói của nàng có chút yếu đuối. Thật sao? Lòng biết ơn lớn nhất của nữ nhân là hiến mình cho đối phương. Hải Cật nhìn Hải Minh Nguyệt, ánh mắt dường như đang nhìn một đóa hoa, một bức tranh, một bảo vật, lại cố tình không giống như nhìn một người, lại càng không giống như là nhìn nữ nhi bà ta. Ánh mắt hắn kén chọn, tâm còn kén chọn hơn, ta có thể lọt vào mắt hắn, nhưng ta không thể lọt vào tâm hắn được. Hải Minh Nguyệt lúc này giống như một tiểu nữ nhân khốn khổ trong tình yêu. Không, ngươi có thể, ngươi là nữ nhân đẹp nhất Vọng Hải Giác, sẽ không có nam nhân nào thờ ơ với thân phận và ngoại hình của ngươi, Hải Cật nói. Hải Minh Nguyệt hơi cúi đầu, dáng vẻ có chút ngượng ngùng, nói, mẫu thân mới là đẹp nhất, thân phận hiện tại của mẫu thân mới là cám dỗ lớn nhất đối với nam nhân. Hải Cật không cười, chỉ liếc nhìn Hải Minh Nguyệt một cách nghiêm túc, Hải Minh Nguyệt vừa mới cúi đầu. Hải Cật nói, ngươi rất thông minh xinh đẹp, lần này, nếu Lâu Cận Thần không chết, ta sẽ đưa ngươi đi đến nơi hắn. Nói xong, bà ta xoay người rời đi. Hải Minh Nguyệt sững sờ, nàng thật sự không ngờ rằng mẫu thân, mấy năm nay mới gặp nhau vài lần, lại có thể đưa ra quyết định như vậy. Nhưng nàng không dám nghi ngờ, nàng không dám phản bác, ít nhất nàng không dám phản bác trước mặt. Khi nhìn thấy Hải Cật đi ra từ cung điện dưới đáy biển này, nàng chậm rãi đứng dậy cau mày. Trước mặt nàng, Hải Minh Nguyệt đã và đang đóng vai một nữ tử yếu đuối, chỉ cần có sự giúp đỡ của Lâu Cận Thần mà nàng mới có thể trở thành tu sĩ ở đây. Nàng không biết có phải mình đã lừa gạt ánh mắt của mình hay không. Nếu nàng có thể gả cho Lâu Cận Thần, tất nhiên nàng nguyện ý, nhưng nhìn thái độ của người này, xem ra bà ta muốn tặng mình cho Lâu Cận Thần giống như đưa hàng hóa, cách này nàng không muốn. Khi xung quanh không có người, nàng không bao giờ gọi bà ta là mẫu thân, nàng luôn gọi bà ta là người này. Bởi vì nàng biết rằng chắc chắn bà ta không phải là mẫu thân của mình, rằng có một linh hồn khác trong thể xác của mẫu thân nàng. Mặc dù nàng có tất cả những ký ức về mẫu thân nàng, nhưng mà nàng không có tình cảm với mẫu thân của mình. Vốn chỉ nàng muốn hòa giải với bà ta, nhưng bây giờ lại muốn giết bà ta. Mẫu thân, ta sẽ báo thù cho người. Hải Minh Nguyệt dường như đang thuyết phục bản thân, tìm ra lý do cho mình. Chỉ là nàng biết rất rõ người này vô cùng cường đại, có thể là một bí linh đã đến thế giới này cướp mẫu thân của nàng đi, nàng cũng không biết phải như thế nào mới có thể giết chết bà ta. Lòng của nàng hoang mang rối loạn, nàng không khỏi lại nghĩ đến Lâu Cận Thần, nếu Lâu Cận Thần ở đây, nàng sẽ không cần suy nghĩ,
chỉ cần rút kiếm ra là được. Giang Châu Phủ Thành, ngày 29 tháng 11, bầu trời u ám, mưa nhẹ và gió nhẹ. Những ngọn núi bên ngoài thành Giang Châu đầy những tu sĩ, hoặc là theo nhóm 3 hoặc 5 người, hoặc một mình, tất cả đều ở phía tây của thành Giang Châu, hoặc ở phía tây bắc, hoặc ở phía tây nam, chỉ để lại hướng đông. Những ngày này, Mạc Cửu Chi gửi chiến thiếp đến Lâu Cận Thần, vốn đã lan rộng khắp Giang Châu. Các bạn vừa nghe xong tập 57 của bộ truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.